Triệu Lệ Dĩnh đoạt lại ánh hào quang. Sau thất bại tại giải thưởng Kim Kê 2024, khép lại cánh cửa chạm đến danh hiệu Tam Kim Ảnh Hậu, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Có nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi ở tuổi U40, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không thể chạm đến vị trí ảnh hậu. Tuy nhiên, nhiều người cũng càng trông chờ vào lần thất bại trên sẽ càng giúp cho sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh bứt phá hơn. Mới đây, những hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh từ đoàn làm phim Người Xây Dựng Thành Phố đang nhận về nhiều sự chú ý của khán giả. Nhờ những hình ảnh được leak ra từ đoàn làm phim, đang khiến cho vai diễn Lý Thu Bình của Triệu Lệ Dĩnh tạo được tiếng vang. Mặc dù phim chưa chiếu, được biết tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong vai Lý Thu Bình là một phụ nữ đứng tuổi có gu thời trang khá kín đáo. Nhiều người không tiếc lời khen cho nữ diễn viên sinh năm 1987 vì tạo hình quá đổi chân thực, không sợ xấu như nhiều nữ diễn viên hiện tại. Được biết, tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh do chính cô đề nghị để có thể sát với nhân vật nhất. Bản thân nữ diễn viên cũng đã tự yêu cầu sự chân thật khi đóng phim, không cần quá cầu kỳ vẻ bề ngoài. Vai diễn Lý Thu Bình của Triệu Lệ Dĩnh cũng là vai diễn trọng điểm, được nữ diễn viên tập trung đầu tư và không ngần ngại ăn uống khắt khe để có được tạo hình nhân vật phù hợp nhất. Trước những lăn xả của Triệu Lệ Dĩnh, nhiều khán giả càng mong chờ đây sẽ là một vai diễn thành công, đem lại tiếng vang lớn cho nữ diễn viên. Không chỉ thế, Người Xây Dựng Thành Phố còn là cái bắt tay của Triệu Lệ Dĩnh và đàn anh Huỳnh Hiểu Minh, khiến công chúng càng đặt niềm tin, đây sẽ là một dự án đáng mong chờ. Những năm gần đây, những nỗ lực diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được khán giả công nhận. Sau màn thể hiện xuất sắc và lăn xả trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh càng khiến công chúng đón nhận hơn ở vai diễn Hách Tú Bình trong phim Điều Thứ 20, khiến cô nhận về cơn mưa lời khen. Mặc dù trượt giải nữ phụ xuất sắc nhất ở giải thưởng điện ảnh Kim Kê, tuy nhiên Triệu Lệ Dĩnh lại ẵm thành công giải Thị Hậu Phi Thiên lần thứ 34. Công chúng dự đoán thành tích của Triệu Lệ Dĩnh đang khá đáng báo động, tuy nhiên nhiều người vẫn tích cực mong chờ vào màn thể hiện của cô trong Người Xây Dựng Thành Phố. Nam diễn viên hạng A trở thành kẻ thù của hàng triệu người sau màn trở mặt sốc nhất lịch sử. Thành Nghị hiện là một trong những nam thần cổ trang được săn đón và hút khán giả bậc nhất giới giải trí Trung Quốc. Anh liên tục được các nhà sản xuất ưu ái giao vai nam chính trong nhiều dự án lớn, trong đó có những tác phẩm gây tiếng vang khi lên sóng như Lưu Ly, Trầm Vụng Hương Phai, Liên Hoa Lâu, sở hữu vẻ ngoài điển trai, diễn xuất tốt và có nhiều vai diễn ấn tượng, nhưng tính cách và lối cư xử của Thành Nghị ngoài đời lại dính nhiều tranh cãi. Trong đó, anh từng có màn trở mặt với Viên Băng Nghiên, khiến hàng triệu khán giả xứ Tỷ Dân sôi máu. Nếu là fan của bộ phim Lưu Ly, khán giả sẽ không thể nào quên scandal Thành Nghị từng có thái độ cư xử lỗ mãng, kẻ lạnh, gây phẫn nộ đối với Viên Băng Nghiên. Trên sân khấu fan meeting vào năm 2020, một điều gây chú ý là Thành Nghị và Viên Băng Nghiên từng rất thân thiết, thậm chí hôn môi nhau đầy ngọt ngào trong quá trình tuyên truyền tác phẩm. Chính vì phản ứng hóa học vượt khỏi màn ảnh của họ, nhà sản xuất mới tổ chức một buổi họp fan để dàn diễn viên Lưu Ly giao lưu cùng khán giả. Hàng trăm nghìn người đã chi tiền để được nhìn thấy Thành Nghị và Viên Băng Nghiên sánh đôi, tương tác thân mật ngoài đời. Thế nhưng, không như những gì công chúng mong đợi, tại sự kiện, Thành Nghị không nhìn lấy Viên Băng Nghiên dù chỉ một lần. Anh luôn lảng tránh, thậm chí khó chịu ra mặt khi đứng cạnh bạn diễn. Thái độ của Thành Nghị khiến Viên Băng Nghiên không giấu được sự tủi thân và xấu hổ. Sau sự kiện, với những biểu hiện được cho là thiếu lịch sự và tinh tế với Viên Băng Nghiên, Thành Nghị hứng chỉ trích dữ dội và mất hơn 100.000 lượt follow trên trang cá nhân. Nhiều người để lại bình luận phê bình nam diễn viên gay gắt. Tôi không tức giận vì anh ta không tương tác ngọt ngào với bạn diễn nữ, mà bởi Thành Nghị đã 30 tuổi, nhưng không biết cách cư xử. Đồng thời, việc nam diễn viên đích thân xé couple Lưu Ly theo cách vô cùng thô lỗ, cũng khiến anh trở thành kẻ thù của hàng triệu khán giả. Theo tờ QQ, đến hiện tại, vụ việc của Thành Nghị và Viên Băng Nghiên được xem sự kiện xé couple thị phi nhất trong lịch sử showbiz Trung Quốc. Những tưởng sau vụ việc với Viên Băng Nghiên, Thành Nghị sẽ thay đổi lối cư xử. Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, anh lại tiếp tục gây thất vọng vì dửng dưng để fan của mình bạo lực mạng, để đồng nghiệp trong giới vào cảnh đường cùng. Theo đó, fan của Thành Nghị đã phản đối Hoàng Tuấn Tiệp tham gia vào bộ phim Phó Sơn Hải, với lý do nam diễn viên này từng vướng scandal tình ái trong quá khứ. Không chỉ gây sức ép cho đoàn phim, fan của Thành Nghị còn gửi thư tố cáo Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đề nghị cấm sóng những nghệ sĩ vướng bê bối như Hoàng Tuấn Tiệp. Dưới sức ép của fan Thành Nghị, nhà sản xuất Phó Sơn Hải đã cắt vai Hoàng Tuấn Tiệp, hành động dồn Hoàng Tuấn Tiệp vào chân tường, vì tiện phong sát nghệ sĩ của fan Thành Nghị, khiến công chúng tức giận. Trên mạng xã hội, hàng triệu người chỉ trích Thành Nghị mượn tay fan triệt hạ đồng nghiệp, sự thờ ơ và im lặng của anh được cho là đã tiếp tay, dung túng cho hành vi ngông cuồng, làm loạn của fan. Thái độ ứng xử của Thành Nghị trong vụ việc với Hoàng Tuấn Tiệp
một lần nữa khiến công chúng thất vọng, xếp anh vào top những mỹ nam màn ảnh có lối hành xử tồi tệ ở showbiz Trung Quốc, bên cạnh Hoàng Cảnh Du hay Bạch Kính Đình. Bốn phim ngôn tình hiện đại Hoa ngữ ấn tượng nhất 2024, Mỹ nhân vạn người ghét lại có siêu phẩm vạn người mê. Năm 2024, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến sự lép vế của mảng hiện đại so với cổ trang. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc không có bất cứ bộ phim ngôn tình hiện đại ổn áp nào. Dưới đây là bốn cái tên mà khán giả có thể tham khảo. Giữa cơn bão tuyết. Cái tên đầu tiên trong danh sách là Giữa cơn bão tuyết của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Khi phát sóng hồi đầu năm, tác phẩm này từng được khán giả Việt đón nhận nhiệt tình. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Lâm Diệt Dương và Ân Quả, hai con người có chung niềm đam mê bia. Một người từng là cơ thủ thiên tài, nhưng vì biến cố trong quá khứ mà từ bỏ tương lai sáng lạn. Người kia là ngôi sao trẻ đầy tiềm năng. Họ gặp nhau trong một ngày bão tuyết ở Phần Lan, và Lâm Diệt Dương đã say nắng Ân Quả ngay từ lần đầu tiên ấy. Giống như những tác phẩm khác cũng cột mát mặt bão phi bão, Giữa cơn bão tuyết mang đến một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đầy lãng mạn, và nói không với những tình tiết drama. Nội dung phim dù không có gì quá mới mẻ, thế nhưng mọi thứ đều được xây dựng chỉnh chu, tròn trịa, màu phim, góc quay, cảnh đẹp, James City của dàn diễn viên, tất cả những gì mà một tác phẩm lãng mạn cần, Giữa cơn bão tuyết đều có. Em đẹp hơn ánh sao. Cái tên tiếp theo trong danh sách là Em đẹp hơn cả ánh sao của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Bộ phim mang tới câu chuyện tình yêu chốn đô thị giữa Hàn Đình, một CEO tài giỏi cùng với Kỷ Tinh, cô gái mới bắt đầu khởi nghiệp, sau khi bị quấy rối cũng như phải chịu nhiều bất công ở công ty cũ. Giống như biết bao người khác, Kỷ Tinh gặp vô số khó khăn trên hành trình khởi nghiệp. Hàn Đình là người đã giúp đỡ cô, anh không chỉ là nhà đầu tư của cô, còn giống như người thầy dẫn dắt cô trên thương trường khốc liệt. Và trong quá trình đó, trái tim của Kỷ Tinh đã dần rung động vì Hàn Đình. Em đẹp hơn cả ánh sao được đánh giá là đã làm tốt việc cân bằng giữa hai tuyến nội dung tình cảm của cặp đôi chính và quá trình phát triển sự nghiệp. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải mang tới diễn xuất ổn, tạo chemistry tốt. Đặc biệt, Hứa Khải đã gây ấn tượng khi mang tới phong thái của một doanh nhân thành đạt. Câu chuyện Hoa hồng. Câu chuyện Hoa hồng dĩ nhiên không thể vắng mặt trong danh sách này. Thực tế, đây là bộ phim hot bậc nhất năm vừa qua, nằm trong số 4 tác phẩm được Đu Dinh chứng nhận ăn khách, cùng với Khánh Dư Niên 2, Giữa Phượng Hành và Vĩnh Dạ Tinh Hà. Nhân vật trung tâm của phim là Hoàng Diệt Mai, một cô gái xinh đẹp và có tài năng nghệ thuật. Ở cô có sự quyến rũ đặc biệt, khiến người khác giới bị thu hút. Thế nhưng, đường tình duyên của Hoàng Diệt Mai lại gặp nhiều thăng trầm. Cô gặp phải những người đàn ông không tốt, đến khi tìm được tình yêu định mệnh, thì lại phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Bộ phim Câu chuyện Hoa hồng sở hữu dàn diễn viên vô cùng chất lượng. Đảm nhận vai nữ chính Hoàng Diệt Mai là Lưu Diệt Phi. Cô hợp tác cùng những mỹ nam hàng đầu là Bành Quán Anh, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân và cả ngôi sao trẻ Lâm Nhất. Về nội dung, thực tế Câu chuyện Hoa hồng vẫn vấp phải những tranh cãi. Thế nhưng, không ai có thể phủ nhận độ cuốn của tác phẩm này. Ở thời điểm phát sóng, nó đã tạo ra một cơn sốt lớn, được thảo luận vô cùng sôi nổi trên mạng xã hội. Sắc Xuân gửi người tình. Vì những ồn ào khi tham gia Hoa tỷ đệ, Châu Vũ Đồng trở thành cái tên bị ghét bậc nhất làng giải trí Trung Quốc hiện tại. Dẫu vậy, điều đó không làm thay đổi sự thật rằng, bộ phim Sắc Xuân gửi người tình do cô và Lý Hiện đóng chính là một tác phẩm cực kỳ đáng xem. Sắc Xuân gửi người tình mang đậm hơi thở chữa lành, kể câu chuyện tình yêu giữa Trang Khiết, cô gái không may mất đi một chiếc chân, và Trần Mạch Đồng, chàng trai làm nghề trang điểm tử thi. Bộ phim mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, cũng như là những thông điệp đáng suy ngẫm về cuộc sống. Có một điều thú vị là ở thời điểm chiếu, Sắc Xuân gửi người tình không quá hot, thế nhưng khả năng chạy đường dài nhờ vào hiệu ứng truyền miệng của tác phẩm này lại rất tốt, khi tăng điểm đu ban lên 8.0 sau gần nửa năm mở điểm. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.